Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Mời đại chúng lễ Phật. Nhất tâm đảnh lễ thần hư không biên pháp giới vi trần sát độ trung hóa hiện vị lai thập phương chư Phật Đà Gia Tôn. Nhất tâm đảnh lễ thần hư không biên pháp giới vi trần sát độ trung hóa hiện vị lai thập phương chư đạt mà gia tạng. Nhất tâm đảnh lễ tận hư không biên pháp giới vi trần sát độ trung hóa hiện vị lai thập phương chư tăng già gia chúng. A Di Đà Phật. Cung thỉnh chư tôn đức và đại chúng lật phẩm thứ 8, phẩm thọ ký. Chúng ta học một phẩm sau đó trả lời câu hỏi và lắng nghe sự thảo luận. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Ngũ Bách Đệ Tử thọ ký thứ 8. Bây giờ Phú Lâu Na nghe Phật nói phương tiện, tùy cơ nghi nói pháp. Lại nghe Phật thọ ký, các vị đệ tử lớn nghe nhân duyên đời trước, tức tự tại thần thông, sức tự tại thần thông của mười phương chư Phật. Bây giờ Ngài Phú Lâu Na, và chúng ta biết là trong thập đại đệ tử thì Ngài Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất. Cho nên là nghe Đức Phật dùng cái phương tiện ấy, tùy cái cơ, tùy theo căn cơ của chúng sinh mà quyền ký để nói pháp. Lại nghe Đức Thế Tôn thọ ký cho các vị đệ tử lớn nữa. Rồi tiếp một ý thứ ba nữa là nghe được những cái nhân duyên nhiều kiếp trước do sức tự tại thần thông của mười phương chư Phật. Lòng thanh tịnh của ông á, mở ra, hớn hở vui lắm. Bèn quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, cung kính bạch với Đức Thế Tôn. Bạch Đức Thế Tôn, thật là đặc biệt. Việc mà Đức Thế Tôn vừa nói đó nó rất ít có. Thuận theo cái bổn tánh của chúng sinh mà dùng cái phương pháp cứu vớt chúng. Chúng con không thể nào có thể dùng cái phương tiện này được. Lời nói của Đức Thế Tôn tuyên bài thì chúng con khó mà có thể tuyên bài như vậy được. Công đức của Đức Thế Tôn rộng lớn. Xin Đức Thế Tôn á, giải thích cái chỗ biết của con để cái bổn nguyện của chúng con có thể thành tựu được giống như Ngài. Ý nó là vậy. Công đức của Thế Tôn, xin Thế Tôn biết cho bổn nguyện của chúng con. Nghĩa là bổn nguyện của chúng con là Ngài rõ rồi đó. Bây giờ Ngài nói dùm cho chúng con biết cái bổn nguyện của chúng con. Chứ những lời của Đức Thế Tôn thì chúng con không thể dùng được. Có nghĩa là Đức Thế Tôn thì có thể dùng thần thông vô lượng diệu dụng để thọ ký, để biết được sức tự tại thần thông của chư Phật trong quá khứ.
Ngài thuận theo tánh của chúng sinh mà nói pháp để cứu vớt. Chúng con không thể dùng lời nói mà tuyên bài công đức của Thế Tôn, xin Thế Tôn biết cho bổn nguyện của chúng con. Như vậy thì ngài đệ tử Phú Lô Na, một trong 10 đệ tử giỏi, hỏi Đức Thế Tôn, ngài xét cái bổn nguyện của chúng con giúp. Đức Thế Tôn bèn nhắc lại những công phu tu hành của ông Phú Lô Na. Nơi 90 ức, wow, 90 ức vị Phật, ông trợ tuyên chánh pháp, nghĩa là đã 90 ức chư Phật xuất hiện trong cõi đời. Ngài Phú Lô Na đã làm đệ tử và tuyên dương chánh pháp rồi. Trợ tuyên chánh pháp nghĩa là giúp cho chư Phật, 90 ức chư Phật trợ tuyên chánh pháp. Ông là người bậc nhất trong cái nhóm người nói pháp. Đức Thế Tôn khen như vậy, cho nên đại chúng có cái danh hiệu là Phú Lô Na thuyết pháp đệ nhất. Còn ở trong pháp không, ông thông suốt rành rẽ, đặng bốn trí vô ngại, hay suy gẫm sâu xa, ông nói pháp thanh tịnh, không có chỗ nghi hoặc. Nghĩa là ngài Phú Lô Na nói cái pháp không á, hôm qua chúng ta có bốn cái loại thuốc mà Đức Thế Tôn cho. Đức Thế Tôn cho bốn loại thuốc: không, vô tướng, vô nguyện và niết bàn. Thì trong đây ngài Phú Lô Na đã nói một pháp rành rẽ thấu suốt mà ai nghe tới không còn nghi hoặc nữa, đó là pháp không. Đủ thần thông Bồ Tát thuở đó đều gọi ông thật là bậc thanh văn. Dùng phương tiện thanh văn mà ông làm lợi ích cho vô lượng chúng sinh, giáo hóa vô số người đều đứng hẳn trong đạo chánh đẳng và chánh giác. Giới thiệu về ngài Phú Lô Na chút xíu ha. Rồi, quý Phật tử viết một cái bài kệ để chúng ta nhớ đến 10 vị đệ tử. Thì trong đó có một vị Phú Lô Na là vị thuyết pháp đệ nhất. Bài kệ này hầu như là chúng ta học rồi phải. Thập đại đệ tử. Thập xá trí liên thông. Xá trí liên thông. Thuyết Phú Na. Thuyết Phú Na. Tu không, tu không, chiên luận, tu không, chiên luận, đại đầu đà, xá trí liên thông, thuyết Phú Na, tu không, chiên luận, đại đầu đà. Na lực thiên nhãn Bali giới. Na lực thiên nhãn Bali giới. A Nan Đa Văn. Mật Hạnh La. Tại sao thầy viết rộng ra? Thầy viết rộng ra là để chua thêm đó. Chua thêm vô. Xá trí nghĩa là xá lợi Phật, trí tuệ đệ nhất. Liên thông nghĩa là một kiền liên, thần thông đệ nhất. Thuyết Phú Na nghĩa là Phú Lô Na thuyết pháp đệ nhất. Xá trí liên thông thuyết Phú Na. Tu là tu Bồ Đề.
tu Bồ Đề giải không đệ nhất. Hồi nãy mình nói là Phú Lâu Na đúng không? Ngài Phú Lâu Na thuyết pháp đệ nhất. Ngài tu Bồ Đề giải không đệ nhất. Ngài Ca Chiên Viên luận nghị đệ nhất. Ngài Đại Ca Diếp đầu đà đệ nhất. Ngài A Na Lực thiên nhãn đệ nhất. Ngài U Ba Ly trì giới đệ nhất. Ngài A Nan đa văn đệ nhất. Ngài La Hầu La mật hạnh đệ nhất. Mình học thuộc bài kệ này là mình biết quý ngài ai là bậc đệ nhất. Xá trí liên thông thuyết phú na tu không chuyên luận đại đầu đà na lực thiên nhãn ba ly giới A Nan đa văn mật hạnh la. Thì trong 10 đại đệ tử của Đức Thế Tôn thì thập đại đệ tử có mỗi vị như vậy có cái đệ nhất. Mỗi vị có cái đệ nhất. Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất. Chùa vào đây Xá Lợi Phất. Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất cho nên xá trí. Trí tuệ đệ nhất. Mục Kiền Liên, quý vị quen rồi ha, thần thông đệ nhất. Phú Lâu Na, Phú Na có nghĩa là Phú Lâu Na. Ở đây có nhiều vị thì chưa quen, chưa quen với những vị này. Phú Lâu Na, Phú Lâu Na thuyết pháp đệ nhất. Tu Bồ Đề, tu là tu Bồ Đề. Chiên là tu Bồ Đề giải không đệ nhất. Chiên là Ca Chiên Viên. Ca Chiên Viên. Hầu đó cái tên của ngài hơi khó nhớ cho nên là có người nói Cá Chiên Viên. Đại đầu đà là Đại Ca Diếp. Đại Ca Diếp. Na Lực là A Na Lực, thêm chữ A nữa là đủ. A Na Lực. Rồi Ba Ly là U Ba Ly. Đa A Nan. Còn La Hầu La. Rồi. Rồi thập đại đệ tử chúng ta biết công hạnh của quý ngài. Để khi chúng ta hỏi 10 đại đệ tử của Đức Thế Tôn là ai, học thuộc bài kệ này là ta học thuộc hết 10 vị. Sa tri liên thông thiết phú na tu không chuyên luận đại đầu đà na na lực thiên nhãn ba ly giới A Nan đa văn mật hạnh la. Vậy thì ở đây ngài Phú Lâu Na là chúng ta biết thuyết pháp đệ nhất. Chẳng những thuyết pháp mà ngài Phú Lâu Na, Đức Thế Tôn nói ngài còn giải thích về cái pháp không á, thông suốt rành rẽ. Nhưng mà giải không thì phải nói đến ngài tu Bồ Đề. Giải không đệ nhất. Rồi chúng ta tiếp tục học. Từ bắt đầu từ số 3 trang 95. Trong thời 7 Đức Phật. À, bắt đầu nói tới 7 Đức Phật là quý vị có biết 7 Đức Phật không? Thuộc không? Rồi đã đời luôn. Nói tới đâu viết tới đó. Cứ mình học vậy là thế nào mình cũng về tới trển nè. Dội lắm luôn. Rồi xong bài này chưa quý vị? Thôi mình đọc lại lần đi. Xá trí liên thông thuyết phú na. Tu không chuyên luận đại đầu đà. Na lược thiên nhãn ba ly giới. A Nan đa văn mật hạnh la. Rồi, đáng cố gắng thuộc hen. Xá Lợi Phất trí tuệ đệ nhất, Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất, Phú Lâu Na thuyết pháp đệ nhất, Tu Bồ Đề giải không đệ nhất, Ca Chiên Viên luận nghị đệ nhất, Đại Đầu Đà Ca Diếp. Ồ, Ca Diếp, Đại Ca Diếp đầu đà đệ nhất. A Na Lực thiên nhãn đệ nhất, U Ba Ly trì giới đệ nhất.
A Nan Đa Văn đệ nhất, La Hầu La Mật Hạnh đệ nhất. Mật hạnh là gì quý vị không? Ai nói gì nói đến thinh. Mật hạnh là cái hạnh ai nói gì nói. Tại vì con của Đức Thế Tôn cho nên là không có, không nói gì, cứ nói ra bị người ta ganh. Cho nên Ngài đạt được cái khả năng thần thông đệ nhất. Rồi, giờ mình ôn lại bảy đời chư Phật. Chắc quý Phật tử là nhớ rồi, tại vì có khi quên thôi, thầy phải ôn lại thôi. Ly bà đế ha, vậy mình ghi câu đó đi. Ly bà đế. Ly bà đế. Cầu ha đế. Cầu ha đế. Đà ra ni đế. Đà ra ni đế. Ni ha. Ni ha ra đế. Ni ha ra đế. Tỳ. Tỳ nê lễ đế. Phải không? Tỳ nê lễ đế. Maha già đế. Maha già đế. Maha già đế. Chơn lăng càng đế. Chơn lăng càng đế. Ta bà ha. Đâu đọc là có đúng không? Li bà đế. Cầu ha đế. Đà ra ni đế. Ni a ra đế. Tỳ lê nể đế. Tỳ lê nể đế. Tỳ lê nể đế. À, tỳ lê nể đế. Tỳ lê nể đế. Ma ha già đế. Chân lăng cần đế. Ta bà ha. Rồi xong, bắt đầu viết ra tiếng Việt. Mình đọc tiếng Hán rồi mình viết ra tiếng Việt. Ly bà đế là ai? Nam mô quá khứ. À, tỳ bà thi Phật. Nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật. Thứ hai, nam mô thi khí Phật. Thi khí Phật. Rồi thứ ba, nam mô tỳ xá phù Phật. Thứ tư, nam mô câu lưu tôn Phật. Thứ năm, nam mô câu na hàm mâu ni Phật. Thứ sáu, nam mô ca diếp Phật. Thứ bảy, nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, nam mô quá khứ tỳ bà thi Phật, thi khí Phật, tỳ xá phù Phật, câu lưu tôn Phật, câu na hàm mâu ni Phật, ca diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi, vậy là bên kia mình đọc, bên này là mình hiểu luôn. Thay vì mình niệm dày thì mình không niệm dày, mình niệm kia, mình niệm li bà đế, đế mà lên tầm ờ lẹ hơn. Vậy theo quý vị, niệm y như niệm Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát thì người ta không niệm Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, ta niệm Om Mani Padme Hum. Vậy thôi. Ta niệm Om Mani Padme Hum, lẹ hơn Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Vậy tùy theo mọi người muốn niệm sao đó niệm. Thì cũng như mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì ta niệm là Om Mi Đà 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 Mi Đà. Vậy thôi. Vậy là Phật tử hiểu muốn niệm gì đó niệm. Tại người ta đọc bằng tiếng kia, mình đọc bằng tiếng này vậy thôi, chứ đâu phải mình nói mình đọc bằng tiếng này hay hơn tiếng kia đâu. Cho nên có người ta trì chú Đại Bi,
Thiên thượng nhắn ở đây bên tâm đạo lên mốt ráng nữa rồi cái mình ở bên này mình đọc từng tên các vị Phật, các vị Bích Chi Phật, các vị Thanh Văn vậy đó. Mình đọc tên lâu hơn ta đọc bên kia. Nhưng mà bên kia đọc không hiểu vậy thôi. À, bên kia chữ Hán dịch ra giờ quý Phật tự hiểu chưa nè. Trong bảy đời Đức Phật, ông cũng là bậc nhất trong hàng người nói pháp. Vậy thì Ngài Phú Lâu Na không phải là một cái đời này, mà trong bảy đời Đức Phật thì Ngài Phú Lâu Na cũng đã có mặt rồi, cũng trong cái hàng bậc nhất nói pháp. Tương lai ông cũng thế rồi, chúc mừng. nghĩa là dầu rằng nói pháp hay vậy chứ đâu phải một đời một kiếp đâu, vẫn nói pháp bậc nhất. Ông trợ tuyên chánh pháp của vô biên chư Phật, muốn làm tịnh cõi Phật mà ông Phú Lâu Na thường siêng năng tinh tấn. Đâu phải Ngài lười biếng đâu, Ngài thường siêng năng tinh tấn giáo hóa các chúng sinh lần đủ đạo Bồ Tát. Có nghĩa là lần mới đủ. Qua vô lượng kiếp sau ông sẽ được thành Phật, hiệu là Phật Pháp Minh. Sung sướng chưa cô? Đâu phải một đời một kiếp. Ngài Phú Lâu Na là bảy đời chư Phật, thuộc đứng vào hàng thuyết pháp đệ nhất, đệ tử lớn của Phật mà hàng thuyết pháp đệ nhất, mà Đức Thế Tôn còn thọ ký đời sau cũng như vậy. Mà thọ ký bao nhiêu kiếp? Của vô biên chư Phật đếm không nổi ông ơi. Vô biên chư Phật, ông thường siêng năng tinh tấn giáo hóa các chúng sinh lần đủ đạo Bồ Tát, chứ đâu có đơn giản đâu. Bởi vì con biết Phật ơi, con thọ của chúng sinh biết bao nhiêu, hiệu là Phật Pháp Minh. Cõi Phật ấy làm thành gồm hằng sa thế giới, lấy bảy báo làm đất, lấy bảy thứ báo làm đất, không núi gò khe suối, nghĩa là nó bằng thẳng đẹp đẽ. Đài bãi báo dĩ đầy, cung điện của chư thiên ở gần với hư không. Trời người giao tiếp nhau, hai bên đều thấy nhau. Không có ba đường dữ là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cũng không có đàn bà, vậy bảo đảm không có sanh con. Theo quý vị nghĩ là dầu rằng ở đây có thêm cái vụ này vô, không có ba đường dữ, cũng không có người nữ, nhưng liệu người nam không à? Giả sử như sanh về thế giới Tây Phương là có người nữ không quý Phật tử? Nghe đồn có không? Không biết, chưa dịch trển chưa biết. Trả lời vậy ngoan. Ở trong cảnh giới đó, đó là không có người nữ. Thì đó là cách nói vậy thôi. Chứ Quan Âm Bồ Tát là người nữ hay người nam quý vị? Quan Âm Bồ Tát là nữ hay nam? Theo như truyền thuyết kể lại rằng Quan Âm Bồ Tát là người nam, Đại Thế Chí Bồ Tát cũng là người nam, hiện trong cõi Ta Bà làm người nữ, đứng kế bên Ngài Đức Phật A Di Đà vậy. Chứ còn hai vị này là nam chứ không phải nữ. Tùy duyên vì chúng sinh cho nên hiện thân nữ vậy. Chứ thật sự ra quý Ngài không có phải nữ. Vậy mà giờ này có người tôi nghe ra ôm chân khóc sướt mướt, mẹ ơi cứu con. Cái tôi đứng cái bên tôi nói bả nam mà. Quan Bồ Tát vốn vậy là người nam, cớ sao ôm kêu mẹ. Nhưng mà hiện thân ra làm người nữ cho nên phải kêu mẹ ta. Chúng sinh ở cõi ấy đều do biến hóa sanh. Vậy là có sanh không? Có sanh mà biến hóa sanh. Đầy đủ thần thông lớn, thân người chối ánh vàng, bay được bay đi tự tại. Có nghĩa là người ở cảnh giới này là bay thôi, mà do thần thông biến hóa mà sanh ra, chứ không hề có sanh bằng người nữ. Đặng trí niệm bền chắc, tinh tấn và trí tuệ, người ở trong nước ấy chỉ có hai thức ăn, một là pháp hỷ thực. Đây, bây giờ chúng ta có bốn cái loại ăn, thì ở cái cõi này có hai cái loại là pháp hỷ thực.
hai là thiền diệt thực. Vậy là chúng ta ở trong cõi ta bà này, chúng ta có bốn loại ăn. Ta có hai loại nữa là cái gì? Đoàn thực, rồi xúc thực. Có người ta gọi xúc thực chính là thức thực. Xúc có nghĩa là mắt thấy sắc, mà mấy mắt thấy sắc thì sanh ra nhận thức. Có người gọi là thức thực, có người gọi là xúc thực. Điều không sai. Vậy là ta có bốn loại ăn ha. Nhắc lại luôn, bốn loại ăn, chứ có khi ta quên. Rồi, tại sao cõi trên đó ăn có hai loại mà ở cõi này ăn tới bốn loại lận, mà ăn tới ba bữa lận? Ừ, đó, đó, anh nhớ cái vụ đó là anh ngộ rồi đó. Vậy là anh cái thời bảy Đức Phật ra đời cũng có anh đâu, tu lèo tèo giờ còn ngồi đó đó. Nói ra cái ngộ liền. Rồi, rồi chúng ta có bốn loại thực, gọi là tứ thực. Tứ thực, một là thiền diệt. Thiền diệt thực. Hai, pháp hỷ thực. Thứ ba là đoàn thực. Thứ tư là xúc, xúc thực hay còn gọi là thức thực. Vậy thì thiền duyệt có nghĩa là vui trong thiền, có nghĩa là khỏi cần ăn, vui, vui trong thiền định. Vui trong thiền định. Cái loại ăn này là ngồi bao nhiêu kiếp cũng không có bị, không có đói hết. Cho vậy mà khô người luôn, cho đến lúc bỏ thân mạng luôn. Mà đâu có bỏ đâu, cái thân nó biến thành thân kim cang, nó đâu có mục. Còn pháp hỷ có nghĩa là vui trong pháp. Cái chữ duyệt này cũng là chữ vui, chữ hỷ này cũng là chữ vui. Hai chữ này đồng nghĩa với nhau, nhưng mà có khi dùng chữ duyệt, có khi dùng chữ hỷ. Rồi, vui trong chánh pháp. Như vậy thì có người nghe pháp không biết đói, hoặc là có người nghe người ta dụ ngon ngọt cũng no luôn. Ăn cú gạt trời, no mấy tháng. Đoàn thực gọi là ăn những cái vật, những cái vật vật chất. Đoàn thực là ăn vật chất. Xúc thực hay thức thực là cái cảm xúc, cảm giác. Cảm xúc, cảm giác. Chúng ta thì ăn hết luôn. Có người thấy là no rồi, cái này là cúng cho cô hồn anh, miễn có cúng cho nó là nó nói nó ăn rồi, nó ăn bằng cái thức, nó nhận thức được cái đó nó ăn, là cảm xúc cảm giác ăn rồi, cho mày cúng đỡ còn xài được hay không được. Y như cúng quyền cái nhà có chút xíu, cúng bộ đồ cha bá, mặc bộ đồ này sao vô nhà đó được mà nó vẫn mặc được. Quý vị thấy đốt đôi dép không? Đốt đôi dép bự, đốt cái xe bự, nhà có chút xíu. Nhưng mà họ có cái thức thực, là họ ăn bằng thần thức của họ, họ cảm nhận được họ ăn. Xúc thực, thức thực. Rồi, bốn loại ăn ha. Phật tử nhớ nắm cho vững, để mai mốt mà người ta hỏi là ăn cái gì thì mình phải biết là ăn cái gì. Trang 97. 1200 vị đều bậc A-la-hán tâm tự tại nghĩ rằng nếu Đức Phật thọ ký. À, bây giờ nói tới hai pháp, một là pháp hỷ thực, hai là thiền diệt thực. Bồ Tát đông vô số, còn thanh văn cũng thế, nước tên là thiện tịnh.
kiếp gọi là Bửu Minh. Vậy thì cái nước á, nó tên Thiện Tịnh á, có nghĩa là nước này tất cả mọi chúng sinh ở đây đều là những con người thuần thiện và thanh tịnh. Cái kiếp đó gọi là Bửu Minh, nghĩa là cái kiếp đó là châu báu không à, sáng suốt. Và như ở bên đây đã nói đó là cái châu báu mà y như là núi, là đài vậy đó. 1.200 vị đều là A-la-hán. Vậy là xung quanh vị Phật đó, đó có 1.200 vị đều đã chứng bậc A-la-hán. Tâm tự tại, và các vị đó nghĩ rằng nếu Phật đều thọ ký cho tất cả chúng ta như các đệ tử lớn thì sung sướng biết bao. Có nghĩa là ước gì ta được thọ ký như các vị đệ tử lớn. Phật biết tâm niệm đó, bèn lần lượt thọ ký 500 A-la-hán, bắt đầu từ ông Kiều Trần Như, tất cả sẽ thành Phật, đồng một hiệu là Phổ Minh. Rồi Đức Phật thọ ký cho 500 vị A-la-hán một lượt, đồng một hiệu là Phổ Minh. 500 A-la-hán vui mừng đảnh lễ Phật và cung kính bạch Phật: Thế Tôn, trước tới nay chúng con vẫn cứ tưởng đã được diệt độ rồi. Là diệt độ, cái chữ diệt độ này chính là Niết Bàn nè. Chữ diệt đó là Niết Bàn đó. Diệt tê, mà diệt xê là cũng. Nghĩa là tất cả các vị A-la-hán này nghĩ là mình đã đạt được vô sanh rồi, diệt độ rồi, chứng đắc Niết Bàn này. Chúng con thật là vô trí, giống như kẻ mù mới sáng vậy đó. Vì đáng được trí tuệ của Như Lai không khác mà cứ cho trí mình là nhỏ. Trí của mình là nhỏ mà của mình là đủ rồi, nhiêu đó đủ rồi đó, không muốn nữa. Các vị trình thí dụ. Bắt đầu bây giờ 500 vị đó đó trình cái thí dụ này. Trong kho tàng Phật báo chúng con được một phần mà tự cho là đủ. Có nghĩa là cái kho tàng Phật báo là Đức Phật dạy á, là một cái kho vô cùng vô tận. Chúng con được có chút xíu nhưng mà chúng con cho rằng đủ rồi. Chẳng khác cái người nghèo cùng đến chơi nhà thân hữu, là người giàu có lớn sau khi dự tiệc rượu. Anh nghèo say nằm ngủ, bạn giàu gấp việc đi để tặng bạn nghèo của mình, bèn lấy ngọc vô giá cột vào vạt áo của bạn mình. Hết say, anh bạn nghèo ra đi, không hay là mình có ngọc cột trong chéo áo. Đến nước khác để mưu sống, làm ăn rất là vất vả, của cải có được chút ít, tự cho là đủ xài rồi, không dám mong muốn hơn nữa. Người bạn giàu gặp lại người bạn nghèo năm xưa, thấy anh khốn khổ quá, người bạn giàu trách móc anh: Sao chẳng dùng cái viên ngọc mà tôi cho trong vạt áo của anh để kinh doanh mà làm giàu? Chừng ấy anh ta mới hay là mình cũng giàu như ai. Anh bèn dùng cái vốn ấy, có nghĩa là lấy cái viên minh châu trong vạt áo ra, kinh doanh trở nên giàu có. Rồi, thấy không? Cái này là ngọc trong chéo áo. Nghĩa là lấy cái ví dụ đó để biết rằng là ta cũng có ngọc đấy, nhưng mà ta không biết ở trong chéo áo. Quý vị lấy cái chéo áo lên có không? Có. Có. Rồi lấy ra làm giàu đi. Các vị A-la-hán kết luận như sau đây: chúng con cũng như vậy đã từ lâu xưa rồi. Thế Tôn thường giáo hóa đã gieo trong chúng con cái nguyện lớn vô thượng, chánh đẳng và chánh giác, mà chúng con vô trí chẳng hay cũng chẳng biết, được chút phần Niết Bàn tưởng là đã đủ rồi, không cần gì thêm nữa. Nay Phật giác ngộ cho, chỉ dạy chúng con biết, đặng Phật huệ vô thượng mới thật là diệt độ. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Sung sướng. Ở đây thì cái phẩm thí dụ thì chúng tôi đã nói chín cái vụ rồi. Trong đó có vụ ngọc trong chéo áo rồi, đúng không? Ngọc trong chéo áo là muốn nói là không phải là ai cho chúng ta, mà cái ngọc đó chính là Phật tánh của chúng ta.
Đức Phật cho chúng ta cái chìa khóa, tự chúng ta mở cái kho tàng của mình. Vậy tất cả chúng ta đều có kho tàng giống như Phật, tại sao chúng ta lam lũ làm ăn cực khổ như vậy? Dạ, nếu con không lam lũ làm ăn, ai làm cho con theo quy luật nhân quả? Vấn đề quan trọng là ta lam lũ làm ăn nhưng mà ta làm trong an lạc hay là đau khổ? Cho nên không có nói hình tướng nào. Hình tướng là xuất gia hay tại gia, hình tướng là đất nước nào, đất nước càng nghèo chừng nào, coi chừng mình dễ tạo y báo chánh báo chừng này. Đất nước nó càng nghèo, cái cuộc sống người ta nó đơn giản, cho nên mình dễ tạo y báo chánh báo. Y như ở đây mà nói là cái cây mình nó chín rụng, mình mà không cho người khác á, người ta cũng không dám vô lấy. Mà mình đi cho người ta, ăn có chuyện gì người ta thưa cũng chết. Còn ở Việt Nam khỏi cần, đừng có để tới nó rụng, lụm hết rồi. Thì theo quý vị nghĩ vậy là tốt hơn hay là ở đây nó rụng tùm lum tà la không ai ăn là tốt hơn? Thấy không? Mình thấy ở Việt Nam mình tốt hơn. Nhưng mà có nhiều lúc mình bắt đầu mình nghĩ cái y báo mình nè, ta lợi người ta hái cho mình trái, bắt đầu tự nhiên mình thấy mình tiếc của. Vậy thì mình nghĩ coi, mình đi qua tới Mỹ rồi nó rụng tùm lum không ai ăn. Vậy thì ở Việt Nam người ta qua ta hái trái mắc mớ thì mình nói chi? Nhưng mà bắt đầu cái tâm mình nó nhỏ bé, tại giờ ta hái trái cái mình lại mình la, có khi mình thưa kiện nữa. Vậy thì mình nghĩ nếu mình sanh ở cái cõi nghèo nhưng tâm mình đừng có nghèo thì phước báo mình lớn dữ lắm. Còn ở đây nó rụng tùm lum không ai ăn hết, vậy phí phước báo không? Quá phí luôn. Ăn xong rồi nhà hàng đổ quá trời quá đất luôn, không có ai mà. Bởi vậy cho nên mình thấy phải, nhưng mà mình mà hiểu biết cho nó rõ ràng đàng hoàng, để rồi mình sanh cái cõi nào mình cũng không có sợ hết. Vậy giờ này quý vị hỏi thì trả lời, hay học một phẩm nữa. Y báo chánh báo thì giảng chút. Con đi ra ngoài đây ngồi mới có y báo được, chứ ngồi trong đó gì đó. Dạ. Rồi, có ngụ ý. Ở trong đó nó ngụ ý nhiều quá cho nên thầy lướt qua luôn. Muốn hỏi thì thầy nói cho nghe. Hay quá, trả lời luôn. Rồi bây giờ Phật tử nhớ bốn cái thức ăn này chưa? Bốn cái loại thức ăn: thiền diệt thực, pháp hỷ thực, đoàn thực, xúc thực hay là thức thực. Như vậy bốn loại thức ăn này giúp cho ta sống hai loại đời sống: đời sống vật chất là cơ thể này và đời sống tâm linh. Đi lên đây mà không ai hỏi hết, nhưng mà thôi giảng luôn. Đoàn thực và xúc thực để nói cho chúng sinh còn có cái thân, còn chấp vào cái thân. Còn thiền diệt thực, pháp hỷ thực là không còn chấp vào thân. Cái này mà còn chấp vào thân thì không ăn cái này được. Cái này là đời sống tâm linh nè, cao cả nè. Còn cái này đời sống vật chất nè, thấp hèn nè. Cho nên ai còn chấp vào cái thân mà rời đoàn thực thì chết. Nhưng mà ai không chấp vào cái thân thì họ sống với pháp hỷ thực và thiền diệt thực, họ mới lên bậc thánh được. Cho nên là tại sao quý thầy, quý cô sau khi tịch rồi mà mình có khi mình cúng hay là mình không cúng, điều đó có mắc mớ gì không? Nếu câu hỏi được đặt ra, vậy người ta vãng sanh rồi, người ta sanh về cõi Phật rồi, cớ gì mà còn ngồi đó cúng nữa? Vậy thì cúng họ ăn bằng cái gì? Nếu họ sanh về cõi Phật rồi, họ còn xúc thực với đoàn thực không mà dọn mâm ê hề lên đó cúng? Nếu tưởng nhớ, để chén cơm giống hồi trưa. Vì cái đó là mình tưởng nhớ. Mình cúng trong niềm hoan hỷ, trong niềm cung kính. Rồi, trả lời cho bé Úc Tiêu. Hai pháp y báo, y báo và chánh báo, đây là hai loại báo. Vậy thì chánh báo là chỉ cho trí tuệ, y báo là chỉ cho từ bi. Ai có lòng từ bi, người đó sẽ xây dựng cái y báo của mình rất trang nghiêm.
Người có lòng từ bi họ sẽ đẹp, có sức mạnh, giàu, được người thương yêu, thương yêu và được người thương, thương người và người thương, thương người và người thương lại, vân vân, còn nhiều thứ lắm. Ước gì được nấy. Lòng từ bi là một tài sản lớn mà Đức Phật trao truyền cho chúng ta, mà người đệ tử Phật không thừa hưởng được, cho nên xấu. Ai có lòng từ bi, người đó đẹp. Nghĩa là sao? Vì thương chúng sinh, lao vào tất cả mọi việc để cứu độ chúng sinh, cho nên người đó đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ tấm lòng ra đến cơ thể. Cho nên có nhiều người quý vị đi tới đâu cũng thấy người đó, việc gì cũng thấy người đó làm. Quý vị cảm thấy người đó có một cái nét đẹp mà người khác không bao giờ có được. Đẹp trong mọi công việc làm, siêng năng, tinh tấn, giỏi giang, mọi thứ. Còn có người nó làm biến chải mờ, nhìn thấy hoa hậu mà nó xấu trơn. cũng như có một người vợ mà đài đọa chồng trâu quơ, ông chồng te tua tơi tả hết, thì người vợ đó từ từ xấu dữ lắm luôn. Nói vậy để biết rồi đó. Còn trí tuệ là chánh báo. Chánh báo nghĩa là với cái người đó ham học, chánh báo bắt đầu sanh ra. Người đó ứng dụng vào mọi phương tiện khéo léo. Phương tiện khéo léo. Cái chữ khéo này không có dễ chơi, không có dễ hành đâu. Người ta cũng đưa ra một bó hoa, nhưng mà cái người có chánh báo, người ta chỉ cần cắm 10 phút thôi, đó hoa nó ra mấy cái lẵng hoa thật đẹp. Mình chơi bó hoa cầm vô có một cái lá tanh bành luôn, nhìn vô không tưởng là gì. Cái khéo đó, người ta cũng chỉ có 10 phút thôi, người ta viết một cái bài rất là hay, mình người 10 phút cắn bút viết không ra, hư cái bút. Có nhiều người là đưa chừng 50 đồng thôi, đi chợ nấu cho cả 100 người ăn. Có người đưa 50 đồng ra, nó quất nguyên một cục về hầm ăn chết. Cái khéo léo này là chánh báo, chứ không phải ai cũng có thể làm được. Nhớ, đó là chánh báo. Người có chánh báo thì mang đến niềm vui, tự vui và mang đến niềm vui. Tự vui và mang an vui đến. Đấy, người có trí tuệ, họ tự vui. Rồi, họ có khả năng chiến thắng. Có chánh báo là có khả năng chiến thắng. Bao nhiêu thói hư tật xấu thì đừng có nói cái người có chánh báo người ta thắng hết. Người ta cũng có thể nghiện như mọi người khác, nhưng người ta chiến thắng. Còn những người không có chánh báo, nó nghiện rồi, xin thưa, chỉ đem 4 miếng dán lại thôi. Không còn khả năng. Người ta có thể hút thuốc, nhưng người ta có chánh báo, người ta sẵn sàng bỏ thuốc. Người ta uống rượu, nhưng người có chánh báo, người ta sẵn sàng bỏ rượu. Nhưng có những người bỏ không được. Họ không thể chiến thắng. Họ không thể chiến thắng được con nghiện của họ. Có người nghiện buồn ngủ, không chiến thắng luôn. Ngủ miết luôn, và biết không có chánh báo. Đúng rồi, chủ nói đúng. Con cảm ơn chủ. Đó, y báo và chánh báo. Nói sơ sơ vậy thôi ha. Tại vì cũng nói nhiều lắm rồi, y báo và chánh báo cũng nói nhiều lắm. Hay y báo và chánh báo là hai cánh của một con chim. Người nào mà muốn bay vào cái cõi trời giải thoát này, thiếu y báo và chánh báo không được. Con thì sư phụ thấy là con thiếu y báo dữ lắm, vì con bé bé. Rồi, giờ trả lời câu hỏi của cô là trong 7 đời chư Phật không có Phật A Di Đà. Tại sao tụng kinh lúc nào cũng niệm Phật A Di Đà nhiều hơn?
A-di-đà. Là hồi nãy mình có học là một trong 16 vị Sa-di Bồ-Tát, đúng không? Mà cái chữ A-di-đà này mà chúng ta tụng kinh thì không có 7 đời chư Phật ở trong cái cõi ta bà này. Không có phải là thành, không có phải là được xếp trong 7 đời chư Phật ở cõi ta bà, thị hiện trong cõi ta bà này. Nhưng Ngài cũng là một trong 16 vị Sa Di Bồ Tát có mặt trong cõi ta bà này. Là anh em cùng cùng cha khác ông nội với Đức Phật Thích Ca. À, phải không nè? Như vậy Đức Phật A Di Đà với Đức Phật Thích Ca là một trong 16 vị, đúng không? Vậy thì 16 vị Sa Di Bồ Tát thì Đức Phật A Di Đà sanh về cảnh giới Tây Phương, còn Đức Phật Thích Ca sanh ở đây thôi. Rồi phải chia với nhau chứ. Vậy thì nhưng mà Đức Phật A Di Đà, cái từ A Di Đà đó, A là pháp giới. A là pháp giới. Hay còn đúng hơn, A là cảnh. Di Đà, Di Đà là tự tánh. Di Đà là tự tánh hay Di Đà là căn. Như vậy cái chúng sinh à, cái căn chính là chữ chúng sinh. Chúng sinh phải mượn cảnh để thọ tướng, chứ chúng sinh này nó là tánh, nó mượn cái cảnh này để thọ tướng. Vậy thì cái chúng sinh này là tánh. Vậy thì tánh này thành Phật, tánh Phật chứ không phải tánh chúng sinh, thì cảnh này là cảnh Phật. Khi căn còn là chúng sinh thì cảnh là cảnh trần. Khi căn là Phật thì cảnh là Phật cảnh. Vì vậy chữ A, chứ chữ Di Đà không còn là danh hiệu của một vị Sa Di thứ 10, thứ tư ở cảnh giới Tây Phương nữa. Mà cái A Di Đà Phật này để muốn nói cho tôi niệm hai thứ. Tôi niệm cả tự tánh Phật lẫn cái cảnh giới trang nghiêm, gọi là y báo và chánh báo. Cái Di Đà này là chánh báo, còn cái A này là y báo. Chứ không phải, không có còn là A Di Đà là vị Phật ở cảnh giới Tây Phương nữa. Thì cái người hiểu đó là niệm A Di Đà là niệm chính bản thân mình. Cái chữ Nam Mô là trở về. A là pháp giới thường trú trong mười phương bất sanh bất diệt. Di Đà là tự tánh Phật của tất cả chúng sinh. Cho nên niệm A Di Đà là niệm tự tánh Phật của tất cả chúng sinh trùm khắp trong pháp giới mười phương. Chúng sinh nào cũng có tự tánh Di Đà. Cho nên mà gọi là tự tánh Di Đà vô biệt niệm. Nghĩa là mình niệm cái tự tánh mình cho nó sáng suốt. Mỗi lần niệm Phật là y như mình mài dũa cái Phật tánh của mình. Nhưng mà có người nó cầm cái dũa với lại cái cục sắt mà nó cứ mài dây, chứ nó không có mài vô cục sắt. Không hiểu không? Tối ngày mình đem cục sắt mình mài để cho ngọc bất trát bất thành khí, mà mình mài kim thì có ngày mài sắt, có công mài sắt có ngày nên kim á. Nhưng mà nó đem cái cục máy mài với cây sắt nó làm hai bên. Tại vì không có biết. Có người cũng niệm A Di Đà Phật nhưng không hiểu Di Đà là tự tánh của chính mình. À, chụp cái gì con ơi, cái này ai cũng giảng giống nhau hết trơn với thầy. Từ xưa tới nay với thầy giảng cái này là không có khác nhau. Cái mô tiếp có y nguyên vậy thôi. Có điều cái là nhiều người nghe dữ lắm, nhưng nghe suốt ngày, vừa nghe vừa làm, không vô chữ nào. Chứ không phải không nghe. À, nhiều người mở lên, mở suốt ngày, tưởng là tinh tấn nghe băng lắm, ai vậy, không nghe chữ nào. Thầy giảng, ai giảng, không có vô miếng nào, muốn hỏi lại trang bài đó. Rồi, câu thứ hai. À, 500 vị A-la-hán đồng hiệu là Phổ Minh. 500 vị A-la-hán đồng một hiệu
Cái này là gọi là đồng danh đồng hiệu. Đồng hiệu là Phổ Minh. Cái này là tắc dữ lắm luôn đó. Rồi, bây giờ mình nói Đức Phật, Ngài thọ ký cho 10.000 người, 100.000 vị đều đồng là Phổ Minh cũng không có sai. Nhưng mà hỏi bao nhiêu kiếp? Vậy chữ Phổ Minh này có ý nghĩa là gì? Phổ là trùm khắp. Phổ là trùm khắp. Phổ là chiếu khắp luôn. Chữ Minh là sáng. Cái sự giác ngộ, Minh còn là sự giác ngộ nữa. Mà ở đây ông phải giác ngộ một cách tròn đầy. Chữ trùm khắp này ông phải giác ngộ một cách tròn đầy. Thì lúc đó ông thành Phật. Thì thọ ký cho bao nhiêu triệu người cũng được hết. Giác ngộ một cách tròn đầy là thành Phật thôi. Thì đâu có nói 500. Nhưng tại sao có con số 5? Con số 5 chính là con số ngũ uẩn. Khi nào 5 uẩn này đều là Phổ Minh thì lúc đó các ông sẽ thành Phật. 500 vị này. Vậy thì sắc, thọ, tưởng, hành, thức nó đều là Phổ Minh thì thành Phật không? Sắc này không còn là uế trược sắc, mà sắc này là sắc của Phổ Minh. Nghĩa là trùm khắp pháp giới, không còn chỗ nào là tối tăm nữa hết. Trùm khắp pháp giới, không chỗ nào là tối tăm. Như vậy chúng ta có vị Phật là Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật. Khi mình lại sám hối á, à, vậy thì cái chữ Phổ này là biết trùm khắp pháp giới trong mười phương. Minh là sáng suốt cho sự giác ngộ tròn đầy. Rồi, còn ai hỏi gì nữa không? Giờ giảng luôn trên đây một miếng nữa cái đi ăn cơm. Dạ. Dạ đúng rồi. Nhưng mà mình ăn sớm để tối mình còn tỉnh nữa. Vậy là hiểu phải không? Năm uẩn còn ai có nhớ không? Năm uẩn có nhớ năm uẩn không? Đó, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Khi nào nó là uẩn, khi nào nó là ẩm? Con số 5 nè, nhưng mà nó là uẩn và nó cũng là ấm. Thì nó là sắc á, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy thì khi nào nó là uẩn? Khi mà sắc, thọ, tưởng, hành, thức này nó là 5 yếu tố kết thành. Vậy thì 5 yếu tố kết thành có nghĩa là chưa có thành, chỉ là 5 yếu tố thôi. 5 yếu tố dùng để kết thành một chúng sinh. Như vậy thì lúc hắn là 5 yếu tố kết thành cũng giống như là sắt, đá, cát, xi măng, nước. Chúng là 5 yếu tố thì chúng gọi là uẩn. Còn khi nó quất thành một cục xi măng lúc đó là ấm. Đây gọi là cục xi măng. Cục xi măng nghĩa là trong cục xi măng này gồm có: một là sắt, hai là đá, ba là cát, bốn là xi măng. Xi măng là thứ năm mấy nước. Rồi, quất nước vô trước, bỏ xi măng vô không ăn. Như vậy thì cái xi măng này gồm có sắt, đá, cát, xi măng, nước. Vậy thì cái này nó bây giờ nó trở thành một cái cây trụ thì có 5 yếu tố này. Vậy thì khi 5 yếu tố này lấy từ bên này bỏ vô trong đó, nó chưa thành cục thì nó là uẩn. Vậy thì bây giờ khi nó thành cục rồi, chúng ta đập ra lấy xi măng được không? Không được. Nhưng mà lấy sắt được. Lấy sắt được nhưng mà sắt không còn nguyên. Lấy đá được nhưng mà đá cũng không còn nguyên. Lấy cát cũng được. Lấy nước không được. Không được. Vậy thì trong đó hai thứ lấy không được là xi măng với nước lấy không được. Cát, đá, sắt có thể lấy được nhưng không phải nguyên thủy của nó.
Như vậy thì câu hỏi được đặt ra, khi uẩn đã biến thành ấm rồi thì quay trở lại uẩn nữa ổn hay không? Không ổn. Như vậy thì trước khi ta quyết định một vấn đề, hãy biết rằng sự mất mát của nó không còn nguyên vẹn nữa. Cho nên mà lỡ gật đầu rồi thì chịu đi. Phải sáng suốt suy nghĩ trước lúc gật đầu, để không bị dụ gật đầu. Xuất gia không chịu bỏ dấu sắc thành ra xuất giá. Để rồi hỏi sao con quên lại còn. Đây đây nó đấy, nó là Bát Nhã đấy. Rồi, nói Bát Nhã ha. Vậy thì chữ Bát Nhã đó, nó là chữ vượt qua, nó là chữ trí tuệ. Chữ Bát Nhã, Bát Nhã tiếng Hán, tiếng Việt dịch là vượt qua. Yết đế vượt qua, dịch là trí tuệ. Cái loại trí tuệ này là trí tuệ vượt qua, chứ không phải loại trí tuệ này là đứng đó nhấp. Cái trí tuệ Bát Nhã là vượt qua, có nghĩa là người có trí tuệ Bát Nhã thì không bị chướng ngại bất cứ một cái vấn đề gì, thì mới gọi là trí tuệ Bát Nhã. Còn cái loại trí tuệ mà cà nhấp cà nhứ, ngồi tính hoài không làm được gì thì đó, bỏ chữ U đi. Nhớ. Ở có người cũng trí tuệ dữ lắm. Tính hoài không dám làm gì hết. Rồi, bây giờ năm uẩn chiếu kiến, nghĩa là bắt đầu mình chiếu. Lấy cái này nè ha, năm uẩn này nè. Đã, lấy trí tuệ vượt qua này, mình chiếu kiến. Biết là chiếu là soi đúng không? Chiếu là soi, kiến là thấy, soi thấy năm uẩn. Rồi, bây giờ mình soi, lấy cái đèn pin này mình soi, soi vô cái sắc này. Mình coi sắc uẩn này nó có thật hay là không. Bây giờ mình soi vô cái thân này. Vậy là thân này có thật không? Tóc từ đâu mà có? Tóc làm bằng cái gì mà ra? Máu mà ra. Vậy có người có máu mà không có tóc? Không phải thầy cao. Thầy cao có tóc mà cao. Không phải. Có người có tóc, có người có máu bên trong mà trên đầu không có tóc. Như vậy là mình hiểu là mình soi, mình chiếu kiến để mình thấy rằng sắc thật sự nó không hề có sắc. Nó dai không, gọi là điều không. Nó không thật có. Như vậy thì nếu như đem cái máu lợ để một đống cái đó, nó ra tóc không? Không. Vậy thì biết rõ rằng tóc không từ đâu mà có, răng từ đâu mà có. Tiếp nói từ máu mà ra nữa đi, rộn rụng răng sao không lên nữa. Rồi con mắt này từ đâu mà sanh ra? Nếu mà con mắt này từ trong cái thân này tự nhiên nó sanh ra thì tại sao nó hư rồi không trở lại nữa? Mình đem cái chiếu kiến mà mình phải vượt qua nó, chứ không phải tới đó đứng lại. Nghĩa là mình soi làm sao mà soi cho nó thủng hết luôn và thấy một cách rõ ràng nó là thực sự ra nó không có. Chiếu kiến ngũ uẩn dai không, cho nên không còn gì khổ. Vì vậy cho nên là không có cái gì tạo ra tóc. Tóc nó có là do nhân quả. Tóc nó có là do y báo. Cho nên có người tóc đẹp, có người tóc thấy gớm. Tóc có là do cái y báo. Cho nên y báo nó gọi là phước. Mà phước đó là do nhân quả mà tạo ra. Cho vậy mà do nhân quả mà kết thành. Vậy thì nó phải thấy rõ cái nhân quả. Như vậy sắc không phải là sắc, mà do các yếu tố duyên cấu thành. Trong cái nhân quả này, nhưng không phải nhân quả mà là do duyên kết thành. Vậy
hỏi rằng vậy là cái sắc này từ nhỏ bắt đầu nó lớn dần lên, vậy là do cái gì nó lớn? Do duyên, nhưng mà duyên gì là chính? Ăn uống gì nữa? Ngủ gì nữa? Ngủ với nghỉ giống nhau hả? Có nghĩa là nó có nhu cầu của nó để cho nó lớn lên. Vậy thì các cái duyên này hợp lại, vậy thì ăn là ăn cái gì? Quá trời quá thứ ăn. Uống là uống cái gì? Quá trời cái thứ uống. Ngủ có mấy loại ngủ? Ồ, cũng hơi nhiều loại. Rồi nhu cầu này thì thôi khỏi nói rồi, nhu cầu lớn lắm. Vậy thì để cho con một cái chúng sinh nó nhỏ xíu mà nó lớn lên, vì cái sắc này nè, từ từ nó lớn lên. Vậy thông qua cái gì? Thông qua nhiều duyên khác nhau. Mà giờ mình chỉ nói một duyên ăn thôi. Nó ăn cái gì? Cơm. Canh. Canh gì? Trời ơi, vô số canh. Còn có loại canh chừng. Vậy thì, chứ không nó ăn nó bể bụng đó. Vậy thì cơm canh rồi đồ kho, mà kho cũng quá trời đồ kho, rồi rau rác, rau cũng có vô số loại rau. Vậy thì câu hỏi được đặt ra, sắc này nó có thật hay không? Không, là bởi vì thấy tất cả các pháp do duyên sanh rồi do duyên diệt, cho nên nó có tự ngã không? Không có tự ngã. Chiếu kiến ngũ uẩn dai không? Hiểu chưa? Hiểu rồi. Xin cảm ơn. Chứ mà không hiểu là tôi phân tích ba cái này ra tôi chết á. Nghĩa là tôi tìm ra coi cái sắc này là nó do cái gì tạo thành. Hiểu nổi không? Nó vô số thứ tạo thành. Nhưng mà trong đó nó có sắc nè, đồng nè, chì nè, kẽm nè, mangan, magie, kali, phosphor, trời ơi, có amateur. Nó đầy đủ ở trong cái sắc đó, đó. Cái thân mình nó là một khối tào lao tùm lum. Nhưng mà nó phải hòa hợp à nha, mấy này chống tráng nhau là không có được à. Nó hòa hợp nó tạo thành một cái sắc. Còn nó không hòa hợp thì xin thưa nó đang rã ra đó. Cho nên cái sắc này nó qua bốn giai đoạn: thành, trụ, đó, hoại, trở về với trạng thái không. Như vậy thì sanh già bệnh chết, thành trụ hoại không. Vì mình đang nói cái sắc uẩn cho nên mình nói cái thành trụ hoại không của một vật thể. Như vậy cái thân này bỏ không thế nào nó cũng hoại. Vậy thì nó hòa hợp cho đến độ tan rã. Vậy thì bắt đầu nó từ bao nhiêu tuổi tới bao nhiêu tuổi là nó qua quá trình thành. Rồi từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi nó quá trình trụ. Rồi từ bao nhiêu tuổi đến bao nhiêu tuổi nó hoại. Cho nên giờ hỏi thầy ơi sao con mệt quá, tới thời kỳ hoại rồi mà biểu không mệt. Sao giờ này răng rụng mắt mờ, tới nó tới thời kỳ hoại mà biểu không mờ. Để không nó cũng hoại hả? Vậy là quý vị hiểu chưa nè? Vì nó không có tự ngã, Đức Phật còn nhập niết bàn huống chi mình. Lo tranh thủ mà xài nó đi, chứ có người có của mà không biết xài. Rồi. Cho nên là tìm hiểu vô trong cái giáo pháp của Như Lai nó sung sướng và cảm thấy là mình vô cái ấm này rồi. Mình chỉ còn lo nấu cho nó bốc hơn thôi. Ấm, sắc ấm, tưởng ấm. Rồi, Phật tử còn hỏi gì nữa không? Thấy có nhiều người, tôi nói ngủ mà thức dậy sao ngủ nữa. Nhờ thầy định nghĩa cho con cái chữ duyên. Ôi giời. Mà thầy họ nói cái chữ duyên là không có trong tiếng Anh. Không có trong tiếng Anh. Chữ duyên dịch ra tiếng Anh là cái gì? Cho con hỏi gì đó. À, chữ duyên dịch ra tiếng Anh là cái gì? Wow, hay ghê luôn á. Lấy từ điển ra. Hỏi anh Google vô. Có Google gõ chữ duyên coi nó ra cái gì không? Translate Vietnamese hả? Chữ duyên hả? Là chen.
do chú hỏi chữ duyên cho nên là thầy từ lúc đi học tới giờ là thầy không quan tâm đến cái ngoại điển dữ lắm, cho nên là chủ yếu quan tâm tới nội điển. Bây giờ chú muốn nói ngoại điển với thầy thì thầy phải nhờ bạn thầy. Ta nói học tài thi mạng nhờ hai bạn hai bên. Có một bạn Google, chú hỏi cổ. Có một bạn Google là thầy gõ nó ra thôi. Chứ mắc gì thầy phải nhớ hai kho chi cho mệt. Cho một bạn Google thầy nó giữ một kho, thầy giữ một kho. À, vậy thì mình cũng phải biết cái mình giữ. Tại cái đầu của mình giữ nhiều quá rồi nó mất công, nó cũng quên thôi hả. Lâu lắm chú mới hỏi có một chữ, mắc gì tôi giữ chi cho lâu. Lâu lắm hỏi có chữ mà, phải không? Vậy là chú hiểu rồi đó. Sao có không? Chữ duyên không nó không ra đúng không? Con nghe thầy Thích Trần Lạc, ông con đi anh Văn Kém. Dạ. Thầy Thích Trần Lạc ông nói đây. Chữ duyên á, trong tiếng Anh á, nó nhiều chữ lắm. Thế ông có nói là, anh không biết chữ nào đúng, không biết chữ sai. Tôi nhớ là chữ duyên, chỉ duyên vậy thôi. Trong có tiếng Anh không dịch được, không dịch ra được chữ duyên. Tại bên Việt Nam á, à, ý chú nói là phải nói duyên gì nó mới có tiếng Anh, còn nói chữ duyên thôi thì thôi con dịch giùm thầy cái chữ vô duyên đi con. Thấy không? Bây giờ mình hỏi là duyên có bao nhiêu loại, tại sao trong nhân quả thì lại bỏ qua cái chữ duyên mà nói nhân đến quả, cũng phải có lý do chứ. Nhân không thể đến quả được mà nó phải hội đủ nhân duyên. Nó hội đủ duyên thế thì tại sao cái duyên là cái quan trọng mà đi bỏ nó chỉ nói nhân quả thôi? Là bởi vì nó lộn xộn lắm. Nó mới nói mình có duyên với nhau hay em, cái lát ly dị cái mình hết duyên rồi. Cho nên nó vô duyên lắm. Chứ hỏi chữ duyên sao tôi lấy được. Từ chỗ đó nè, nhân duyên quả, cái duyên này mới là quan trọng nè. Vạn pháp do duyên sanh, vạn pháp do duyên diệt. Duyên này mới là quan trọng. Quan trọng ẩn mất tiêu, còn nhân quả không. Giờ tự nhiên chú hỏi thầy chữ duyên. Duyên gì? Duyên cớ gì sao? Duyên phận, duyên dáng. Không có vô duyên. Không có vô duyên. Rồi, thôi tóm lại là tại chú muốn hỏi vậy. Tại vì trong một công trình nghiên cứu tìm không ra chữ này trong tiếng Anh cho nên chú mới hỏi. Mà khi chú hỏi rồi thì thầy mắc mớ thầy trả lời. Vì thầy không biết sẽ không bao giờ, nó không bao giờ nhức ở đầu. Cho Google nó chết luôn đi. Nó tìm không ra cho nó chết luôn. Ừ. Cho nên là cái nào khó mình bỏ qua. Khó quá bỏ qua. Vậy khỏe. Nhẹ trí. Đúng rồi. Chúng hay. Rồi delete nó đi. Delete nó. Ừ. Delete nó. Rồi. Bây giờ nói tới chữ duyên thì trong đạo Phật rất là tuyệt vời. Hôm nay chúng ta có duyên với nhau, chúng ta mới ngồi đây. Và trong 16 vị Sa Di Bồ Tát chúng ta cũng đã học rồi. 16 vị Sa Di Bồ Tát không phải cái kiếp đó, mà là cho đến vô lượng kiếp. Mà những vị mà học theo 16 vị Sa Di Bồ Tát này vẫn sanh cùng với các vị này. Vậy là chúng ta có duyên với nhau ở đây. Vậy là nhiều kiếp chúng ta đã gặp nhau chưa? Gặp rồi đó, thấy không? Gặp rồi. Có nghĩa là nhiều đời nhiều kiếp tu rồi chứ, học rồi chứ. Cho nên thầy nói là dầu rằng có gặp nhau thầy cũng dạy bài cũ kiếp ấy. Có nghĩa là thầy vẫn có đem bài kiếp ấy ra thầy giảng nữa, chứ đâu phải một kiếp học đâu. Nhưng mà chúng ta học nhiều đời nhiều kiếp như vậy, chúng ta có nhân duyên với nhau. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta vẫn quên? Học để rồi quên chứ không phải học để rồi nhớ. Nhưng mà dần dần rồi nó không quên. Mà phải học đi học lại nó mới không quên. Chứ không phải là cứ học lần cái rồi nhớ luôn đâu. À, từ chỗ đó mà mình hiểu rằng là chúng ta phải có nhân duyên với nhau ha. Vậy thì duyên có bao nhiêu loại duyên? Tạm thời chúng ta viết ra chút xíu cho chúng ta liệt kê ra để chúng ta học với nhau cho vui nha. Rồi, chúng ta có thuận duyên. Mà thuận thì bắt đầu, ngược trở lại thì có nghịch duyên.
Vậy theo đại chúng là thuận với nghịch, theo quý vị là nên chọn cái nào? Thuận duyên. Nghịch duyên dễ tu hơn. Còn ai chọn cái gì không? Chỉ có một số người chọn thuận, một người chọn nghịch, một số người nín thinh. Rồi, vậy thì chọn cả hai. Nếu người còn yếu phải chọn thuận duyên hoặc là lánh duyên. Người còn yếu là phải chọn thuận duyên hoặc là lánh duyên. Còn người đã tu tập rồi thì phải chọn nghịch duyên và đối duyên. Có nghĩa là phải đối mặt với nó. Vậy thì lánh nó sẽ đối lập lại với là đối. Nghĩa là nếu bạn chưa đủ khả năng để đánh nó thì bạn lánh nó. Bạn đủ khả năng phải ra chiến trường quất nó. Vì không diệt nó, bạn không bao giờ qua cái ải đó. Muốn qua cái ải đó, phải trả nợ đó mới qua được. Cho nên không có vụ mà lánh hoài được. Lánh là để bảo toàn lực lượng, sau đó đủ quất. Rồi, rồi cái gì nữa? Là tăng thượng duyên. Tăng thượng duyên. Sở duyên duyên. Sở duyên duyên. Đẳng vô gián duyên. Đẳng vô gián duyên. Nhờ nữa ta. Còn nhiều thứ duyên nữa. Vô duyên nữa. Tăng thượng duyên có nghĩa là tất cả những cái duyên mà mình có được, mình tinh tấn nó sẽ tăng lên, mình phát triển nó lên. Sở duyên duyên nghĩa là những cái chỗ mà mình gặp á, cái này duyên, cái này sanh ra, cái kia sanh ra, cái nọ sanh ra, nó sở duyên duyên là cứ như đó, nó móc nối với nhau. Nó cứ theo hoài, nó không. Còn đẳng vô gián duyên là một lộ trình không hề gián đoạn. Mà trong cái đẳng vô gián đó thì nó có nhiều loại duyên xuất hiện, chứ không phải là sở duyên duyên. Sở duyên duyên là nó duyên theo những cái gì đối tượng mà nó muốn. Cái sở duyên duyên là nó duyên vào đối tượng nó muốn, nhưng không phải nó duyên một loại. Nó duyên theo nhiều loại, nhưng duyên của đối tượng nó. Còn đẳng vô gián duyên nghĩa là đẳng là số nhiều, vô gián là cứ như thế trong cuộc đời của chúng ta đi qua, không phải một loại duyên. Từ cái chỗ này cho biết rằng người mà tu tập mà đến một cái quả vị nào đó, hỏi đẳng vô gián duyên là không phải một duyên đâu, nhiều vô số kể. Mà mình cứ suy nghĩ đi, mình quay trở về với con số không của mình, mà bây giờ mình tạo quá trời quá đất duyên thì chỉ có điên luôn. Vì nó đẳng vô gián duyên, mình bước ra đường cái là bắt đầu mình gặp người. Mình vô trong tiệm, trong quán mình gặp người rồi. Mình ra chợ mua đồ cũng gặp người rồi. Mình làm cái gì cũng gặp hết á. Đẳng vô gián duyên. Nhưng mà làm sao tất cả các duyên này mình hóa giải nó. Hóa duyên. Chữ hóa này có hai. Một là xin cái duyên đó trở lại. Hai, đi hóa duyên gọi là đi xin ăn, đi khất thực. Hai là hóa giải nó. Giải nó nghĩa là gặp duyên nào trả nợ duyên nấy, hóa giải duyên nấy, không có để, không có kết. Hóa duyên nó đối lập lại với lại kết duyên. Mình nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn, đi tới đâu cũng kết cái duyên lành, dễ kết với lại hóa, cái nào ngon hơn? Hóa là hóa giải. Hóa là giải hết. Cho nên đi khất thực ta gọi là đi hóa duyên. Hóa duyên là đi khất thực. Dầu rằng tôi xin cơm của bạn, bạn cho tôi, nhưng tôi với bạn không phải là kết, mà tôi với bạn là giải cái nghiệp đó.
cho nên gọi là chữ hóa duyên. Còn chữ kết duyên là cứ như thế mà sâu vô, gần gũi thêm. Vậy thì trong cái chữ duyên thôi, chúng ta biết từ nhân đến quả dễ hay khó, trở về con số không dễ hay khó. Trong cái bài số mà chúng tôi nói, chúng ta có con số 0, rồi tới con số 1, con số 2, số 3, số 4, và cứ như thế. Cái này nè, toàn cõi hư không nè, à, cái này là Phật tánh của ta. Bắt đầu giờ này ta khởi ra con số 1 là trung tâm, bắt đầu tới con số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Và bắt đầu chúng ta càng biết nhiều chừng nào thì mình cho mình là người trí. Cái này gọi là sở tri chướng. Sở tri chướng, càng biết nhiều chừng nào nó càng chướng chừng nãy. Mình hết cái biết này thì mình trở về con số 0. Cho nên có một vị thức giả đến hỏi với một vị thiền sư: Ngài hãy giúp cho con cái phương pháp để con tu. Hòa thượng cứ ngồi, hòa thượng rót nước đầy rồi nó tràn ra. Hỏi thầy, tại sao nước đầy cũng tràn rồi mà thầy còn rót? Nói ông cũng tràn rồi, học gì? Ông đổ hết cái của ông đi đến ta dạy cho. Nhưng mà đổ được không? Không. Nó kết vô rồi đổ không có ra. Cho nên là giỏi quá rồi, cho đến thầy nói ngồi khinh thầy không. Chứ đâu có học đâu. Nghĩ là mình hơn thầy mà, cho nên đâu có học. Cho nên cái biết của mình nó trở thành cái chướng chứ không phải thành cái tốt. Đấy. Ta làm sao từ con số vô cùng ta tu riết ta trở về với con số không. Bản thân của ta không còn vui, cũng không còn buồn, không còn đúng, cũng không còn sai. Thì tự nhiên cuộc sống như vậy thì nó mới ổn được. Giờ vô chùa nói cô nên làm vậy nè, cô nên làm kia kìa, cô nên làm vậy. Cô nói tao mệt tao không làm. Nói thôi cô không mệt, cô không làm thôi con đi nha. Ừ. Chúc mừng đi mạnh giỏi nha con. Cái nói vậy là con với cô hết duyên rồi. Ừ. Hết duyên. Chứ không phải đơn giản đâu à. Rồi bắt đầu không theo ý nữa, là coi chừng tùm lum hết luôn á. Chứ không phải vậy không đâu. À, vui thì nói khác, buồn nói khác, chết á. Rồi, nghỉ nha. Rồi, nghỉ ăn cơm. Chúc mừng. Nghe cái câu nghỉ ăn cơm là biết là không ăn nữa. Tại câu nghỉ phải như mình phết á, cái mình đi ăn cơm. Nghỉ, phết, đi ăn cơm. Đằng này nói nghỉ ăn cơm, nghĩa là không có được ăn cơm. Chơi chữ gì. Rồi, như vậy là chúng ta cùng học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Nhưng mà nói chứ nhồi nhiều quá nó cũng đuối. Thì trong lúc cái trí não của ta nó học có chừng mực lắm quý vị. Học nhiều quá cái tự nhiên nó stress lên, nó căng lên, nó bảo hòa. Không, chưa tới lúc điên đâu chú. Vừa thôi chứ chưa. Nhưng mà nó bảo hòa rồi, cái tự nhiên nó không còn hay nữa. Dầu rằng nó hay dữ lắm nhưng nó không vô nữa. Rồi. Không vô. Rồi. Rồi, quý vị ngồi trong trạng thái tĩnh lặng nhẹ nhàng. Hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười. An trú trong hiện tại, giây phút đẹp tuyệt vời. Nghe tiếng chuông như lời cảnh tỉnh của bảy đời chư Phật. Chư Phật ra đời để cảnh tỉnh cho chúng con, thân người là vô thường, quốc độ bở giòn. Chúng con trở về nương tựa nơi những lời dạy cao quý là pháp thân của Phật, để con soi thân và tâm của chúng con. Nơi thân giả quyển này, chúng con đã tích lũy nghiệp, thừa tự nghiệp. Chúng con là chủ nhân của nghiệp.
mà chúng con không làm chủ được đôi mắt của mình. Để Phật có thể thành tựu được Phật nhãn, nhưng chúng con chỉ là nhục nhãn. Chúng con không biết giải pháp để phát triển thiên nhãn, phát triển thành huệ nhãn của các hàng thanh văn, phát triển thành pháp nhãn so với các hàng Bồ Tát để thành tựu được Phật nhãn. Đức Thế Tôn dạy cho con để chúng con làm chủ được đôi mắt của mình. Nhìn cuộc đời, con có xúc thực, nhưng con mắt của con không đủ khả năng làm cho chúng con an lạc và giúp cho những người xung quanh con được an lạc. Người sống, sống một đời an vui hạnh phúc, để khi thân hoại mạng chung đầy đủ y báo và chánh báo để sanh về cảnh giới an lành của chư Phật. Chúng con xin đem sự hiểu biết trong Phật Pháp để mắt thương nhìn cuộc đời, sáng cho người thêm vui, chiều giúp người bớt khổ. Nhìn nhau để trao nhau tình thương yêu của loài người, để trao cho nhau những sự hiểu biết mà Đức Thế Tôn đã giảng dạy, để chúng con tự xây dựng bằng đôi mắt của mình, xây dựng một thế giới trang nghiêm, xây dựng một thế giới tràn đầy sự an lạc hạnh phúc. Cầu cho tất cả người mù được thấy, người điếc được nghe, người câm được nói, người bại liệt đủ phước báo để đi đứng khoan thai, người điên loạn được phục hồi tâm trí. Tất cả những người khổ đau bệnh tật, cầu cho họ hiểu được lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, để tự họ phải hóa giải những oan trái đó, để họ tự biết bảo vệ lấy mình, để nghiệp chướng được tiêu trừ, vì nghiệp do họ là chủ. Cầu cho người sống, người người được biết thương yêu nhau trong lòng từ bi của Đức Phật, để họ sống trong hạnh phúc. Người người có trí tuệ để nhận ra cuộc đời là giả, là vô thường, để họ trở về với tự tánh thanh tịnh sáng suốt. Hướng về tất cả hương linh, cửu quyền thất tổ, oan gia trái chủ, cầu cho tất cả chư hương linh nghe được lời Phật dạy, liễu ngộ được tự tánh vốn không sanh diệt, để tất cả chư hương linh đồng sanh về thế giới an lành trong mười phương. Đại chúng đồng hồi hướng: nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. A Di Đà Phật. Cảm ơn đại chúng rất nhiều. Đại chúng nghĩ